Rồi, hello cả nhà nhé. Hôm nay thì mình cũng đã đổ cột đổ xong rồi cả nhà. Thì bữa nay mình tiếp tục là tiến hành tới mình gỡ cột ra và mình sẽ chia sẻ cách để mà mình xây gạch như thế nào để cho nó đẹp và nó chuẩn nhất đó cả nhà. Thì mời cả nhà cùng theo dõi nha. Rồi, mời cả nhà cùng theo chân mình đi giăng dây để mà mình xây gạch thôi cả nhà. Rồi, sau khi mình đóng đổ cây cột ngày hôm qua thì hôm nay cũng đã mới vừa dỡ ra xong. Nói chung thì cũng ok, cũng đẹp. Quan trọng nhất là cái cột mình đổ ở dưới chân này nè, nó sẽ kín hồ hết như vậy là cột là ngon rồi ha. Mình cố gắng mà ném làm sao đừng cho nước hồ nó chảy ra. Đó, lại cột này rất đẹp ha cả nhà. Đó. Ở đây mình mới mở được hai mặt dán, còn lại một mặt dán nữa nè. Cái này thì mình những cái râu bữa mình chưa nè. Đó. Khi mình mở ra mình sẽ còn nó như vậy nè, là mình xây gạch lên mình âm nó vô trong đó. Nè. Những cây gâu nó còn nằm dạng dạng ở trong đây nè cả nhà ha. Đó, là những như cái đinh nè, đó. Là khi mình đổ ra xong mình gỡ ra nó sẽ lú lú vậy nè, mình lấy rồi mình đục khựa nhẹ là mình lấy ra. Như bữa mình chia sẻ mình đóng gâu vô cây cột đó. Đây thì sau khi thì nguyên một hàng cột đây tới thẳng luôn thì mình cũng đã đổ xong ha. Xong hồi thì cũng đã gỡ rồi. Còn đằng kia những cây ngắn ngắn xa xa đằng kia cũng mới đổ. Mấy cây đó là cột của cái nhà sau nữa. Thì bây giờ thì bắt đầu mới giăng dây xong, đang chuẩn bị xây. Tại do ở đây chủ nhà người ta xây bỏ cột ngoài á, thành ra nó hơi khác như mọi khi. Nó là công dây mình giăng nằm trong thế này nè, đó. Mình sẽ buộc một cọng kẽm ngang ha. Đó. Rồi mình buộc một cọng dây lên giống vậy nè. Để mình xây gạch á, mình sẽ tuột lên tuột xuống như là mình xây được á. Thì mình xây bằng dây thì nó sẽ chuẩn hơn mình xây thước ha. Đó. Đây thì đó, ở đó thì thợ đang chuẩn bị xây ha cả nhà. Đây thì trước khi mình muốn xây thì mình phải tưới một lớp hầu cốt ha cả nhà. Nè, mình tưới lên cái mặt của cái đà mình nè. Xong mình sẽ tưới lên cái cột luôn ha. Mình sẽ tưới hầu hầu cốt nước ha, sạch sạch á. Nó sẽ kết dính với cái hầu cũ với mới mình đó. Nè, cái đây cái hầu hầu xây mình nè, nó sẽ kết dính với cái bê tông ha. Còn nếu mà không tưới hầu cốt là nó sẽ không dính rồi cả nhà. Nhớ lưu ý kỹ phần đó. Rồi đây coi thợ bắt đầu triển khai xây rồi cả nhà. Cọng dây mình nãy thì mình buộc đó. Thì mỗi khi mình xây tới mình sẽ kéo nó lên vậy ha. Này mình kéo cọng dây lên, ở đằng kia mình cũng kéo luôn cọng dây luôn. Thì nó sẽ đều cái lớp mình ha, nó không cao thấp đó. Đằng này thì mình sẽ để một cục gạch. Mình sẽ để một cục gạch đằng này vậy nè. Đó, mình sẽ kéo cọng dây lên. Rồi, đó. Thì nó này bao cái độ cái hồ mình ha, bị này do nó chưa có hồ á. Đó, mình sẽ lấy cái ngón tay mình làm ni vậy nè. Đầu đẳng cũng vậy luôn, thành ra là đầu nào nó cũng như vậy là nó sẽ điệu nhau ha, cứ vậy mình xây lên cái tường nó sẽ không bị cao thấp ha. Rồi thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cái nhà đấy xong coi thợ mình xây xong một bức tường đó coi nó có đẹp không ha cái nhà. Còn cái cách thức thì xây như mình chia sẻ từ nãy giờ vậy đó. Rồi đây thì mình sẽ cắt vài gạch nữa cái nhà, cắt một đường một được rồi, đường một chặt được rồi. Do gạch này mình có chặt gạch nữa, thành ra mình lấy máy mình cắt ra cái nè. Cắt vậy thì mình sẽ khỏ nó ra gạch nữa nó dễ hơn. Rồi thì đây thì mình sẽ chừa ở đây một cái cửa sổ cho chủ nhà ha cả nhà. Vì cái cửa này là ta chừa cửa mở. Cửa mở thì cái cánh 40 à. Cái này mình sẽ chừa bệ này 50. Mà khi mới cánh mình mở ra nó sẽ không dướng vô cây cột này. Nó hơi rộng chút. Còn đó qua đây thì mình cái cửa này thì nó 80 nhưng mà mình chừa phải là 83 nha. Hạn chế hao mình tô hồ lại nữa. Đây.
Này mình lấy con dây nè, mình buộc cho mình làm cái cục lập lòn nữa, mình nhắm nè. Nhắm hai cọng khi nào nó ăn với nhau vậy là nó sẽ đứng nha. Do con dây này nó màu xanh tiệp với màu cây cỏ quá, khó thấy quá. Rồi thì cũng đứng rồi hết cả nhà. Thì hai cọng dây mình cho nó giăng xong rồi ha. Rồi bắt đầu thì cho thợ tiến hành xây tới thôi. Còn đây thì những cái cây gâu hôm bữa mình chừa trong cái cột ra nè. Đó. Thì chừa trong cái cột ra mình xây tới rồi mình sẽ bẻ ra. Bẻ ra cái rồi mình xây âm nó vô như thế này thì nó sẽ ghìm cái bức tường mình cứng lại ha. Như cục này nó khẽ cái mặt với này miếng. Khẽ này xéo như nè, đúc nó mới được sát vô. Gạch nó đẹp nữa. Rồi thì xong mình sẽ kéo cái dây lên. Rồi lên đằng kia em để một cục gạch đằng kia nữa làm cái ni, cái nó rồi xong mình sẽ kéo con dây lên rồi xây theo dây. Như thế này đây, đó. Dây này tuyệt màu quá, bữa nào mua con dây trắng mới được. Rồi sau một hồi thì mình ở ngoài sau thì người ta sẽ chừa một cái cửa lối đi với cái cửa sau đây một cái. Ở đây cửa sau này thì chủ nhà ta chừa nó hơi rộng cả nhà. Sau này ta chừa tới ngang 1m3 là đó, thì mình mới dặn dây xong. Do con dây nó tiệt màu xanh đó, thành ra cái nhà mình nhìn thấy rõ ha. Hồi đó thì bắt đầu thợ bắt đầu tiến hành xây cái cửa sổ rồi đó. Cửa sổ thì chừa quy cách là ngang là 80, cao là 1m cả nhà. Đó thì thợ bắt đầu đang xây. Và bên góc đó thì người ta sẽ có một cái thiết kế một cái bếp nhỏ nhỏ ở cái góc đó đó. Thì cái bếp như thế nào thì mời cái nhà cùng chờ đón xem nha. Cũng là quy trình cái nhà mình làm tới trong cái nhà đó sẽ như thế nào mấy cái nhà. Rồi bây giờ bắt chờ mình xây làm cái cửa sau cái. Rồi vậy là kết thúc một ngày các nhà. Thì như sáng giờ thì mình gỡ mấy cái cột cũ ra. Rồi xong rồi sẽ tiến hành là xây tường. Chia sẻ như hồi nãy mình chia sẻ cái nhà đó. Thì nhà thì có gồm là đây là một cửa chính, cửa đi vô. Và đó là một cửa sau, như một cửa sổ. Như ở đây chủ nhà bố trí đây thêm một cái cửa sổ nữa. Cửa sổ ở đây thì nó hơi lớn một tí. Tường xây thì nói chung thì cũng vậy cũng được ha cả nhà. Cả nhà đánh giá coi sao nha. Đó. Thì bữa nay buổi sáng còn kẹt đang đổ mấy cây cột nữa thì có buổi chiều thì xây buổi chiều. Thì hai thợ sẽ buổi chiều thì được bao nhiêu tường nữa nè, thì chắc khoảng 25m2 thì trong buổi chiều. Rồi thôi thì mình chắc xin clip bữa nay là chia sẻ cách xây tường rồi đó cả nhà. Thì giờ cũng chiều rồi thôi, chắc mình xin dừng clip ở đây ha. Cả nhà nếu xem video nó thấy hay dễ nghĩa cho mình một like cả nhà, một like một đăng ký kênh và giới thiệu rộng rãi cho nhiều người xem ha. Thì vậy mình chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi thôi chiều rồi, tạm biệt cả nhà, bye bye.